Thưa anh chị em, trong các thánh lễ Chúa Nhật mùa chay, các bài đọc một đều là những bài trích từ Kinh Thánh Cựu Ước và kể lại những câu chuyện, những sự kiện rất quan trọng trong lịch sử cứu độ. Cho nên tôi muốn mời anh chị em quan tâm nhiều hơn đến những bài đọc thứ nhất này để hiểu lời Chúa hơn, hiểu ơn cứu độ mà Chúa Giêsu đem đến cho chúng ta nhiều hơn. Và như thế chắc là tôi sẽ giảng dài hơn bình thường. Anh chị em có cơ hội để làm việc đền tội. Thế ở trong bài đọc thứ nhất hôm nay, chúng ta nhớ lại, bài đọc này kể chuyện về việc Thiên Chúa lập giao ước với ông Nô-ê. Anh chị nghe vậy thì đâu có hiểu gì đâu. Muốn hiểu rõ hơn thì phải đặt cái bài đọc này vào trong bối cảnh lớn hơn. Đó là câu chuyện Kinh Thánh kể về lụt hồng thủy. Chắc chắn là anh chị em đã nghe đến lụt hồng thủy rồi. Sách Sáng Thế viết nguyên văn như thế này, tôi trích một câu: Đức Chúa thấy rằng trên mặt đất sự gian ác của con người quá nhiều, và suốt ngày lòng nó chỉ toan tính những ý định xấu. Đức Chúa hối hận vì đã làm ra con người trên mặt đất. Anh chị em để ý cái cách mà Kinh Thánh nói về tội lỗi của nhân loại, trong đó có chúng ta. Trên mặt đất sự gian ác của con người quá nhiều. Mà sự gian ác nó từ đâu đến? Nó từ lòng người ta. Suốt ngày lòng nó chỉ toan tính những ý định xấu. Nghe kỹ để xét mình kỹ hơn. Và nhân loại tội lỗi như vậy, cho nên Chúa hối hận. Khi anh chị em đọc Kinh Thánh đó, các nhà chuyên môn người ta dùng cái từ gọi là ngôn ngữ như nhân, nghĩa là Thiên Chúa là đấng vô hình. Thế bây giờ làm sao có thể nói về đấng vô hình? Thế Kinh Thánh mượn cái ngôn ngữ của con người, cái hình ảnh của con người, cái cách diễn tả của con người để nói về Chúa. Cho nên mình đọc Kinh Thánh, mình thấy nói Chúa là đấng hay ghen. Cái này bà nào mà ghen chắc là thích lắm đấy. Mượn cái kinh nghiệm của con người để diễn tả. Ở đây cũng vậy, Chúa hối hận. Đó là kinh nghiệm của chúng ta. Khi thấy nhân loại tội lỗi như vậy, Thiên Chúa hối hận. Và Ngài quyết định làm sao? Tôi trích một câu khác. Chúa nói: Ta sẽ xóa bỏ khỏi mặt đất con người mà ta đã sáng tạo, từ con người cho đến gia súc, giống vật, bò dưới đất và chim trời. Chúa quyết định xóa sạch. Thế nhưng một đằng khác, Chúa là Thiên Chúa tình yêu, Ngài vẫn muốn cứu nhân loại. Thế cho nên Ngài mới chọn ông Nô-ê. Và để cứu nhân loại qua Nô-ê thì Chúa mới sai Nô-ê làm một con tàu thật lớn, rồi sau đó đưa vợ con ở trong gia đình vào trong con tàu đó, cùng với các loài vật, cứ mỗi loài là một cặp. Và khi gia đình của Nô-ê cùng với các loài vật đã vào con tàu lớn đó rồi, thì mưa bắt đầu đổ xuống, nước dâng lên. Và cứ thế suốt 40 ngày, 40 đêm, không còn sinh vật nào sống. Chỉ có ông Nô-ê và vợ con ông cùng với các loài vật ở trong con tàu đó còn sống. Và như vậy, Nô-ê trở thành khởi điểm của một nhân loại mới, sống trong một thế giới mới. Không còn phải là cái nhân loại mà sách thánh mô tả là nó gian ác quá nhiều và suốt ngày lòng nó chỉ toan tính những ý định xấu xa. Thế khi lụt đại hồng thủy đó chấm dứt rồi, Nô-ê ra khỏi tàu,
Cái việc đầu tiên của ông là lập một bàn thờ để dâng kính Chúa. Và lúc đó đó là lúc Chúa nói là ta sẽ lập giao ước với ngươi. Tức là bài đọc thứ nhất hôm nay anh chị em nghe. Đấy, nhưng mà tôi mới kể lại cái chuyện đó để anh chị em thấy. À, bài đọc thứ nhất này nó phát xuất từ đâu? Ở trong bối cảnh nào? Mình hiểu lời Chúa hơn. Thế bây giờ bài đọc này trích từ sách Sáng Thế, một trong năm cuốn sách đầu tiên của bộ Kinh Thánh Cựu Ước. Và người Do Thái thường xuyên đọc Kinh Thánh Cựu Ước. Thế bây giờ chúng ta là những người tin vào Chúa Giêsu Kitô, chúng ta cũng đọc Kinh Thánh Cựu Ước. Nhưng mà đồng thời mắt chúng ta phải nhìn vào Chúa Giêsu. Và khi nhìn vào Chúa Giêsu như vậy thì mình khám phá ra rằng cái ông Noê ở trong câu chuyện tôi vừa kể cho anh chị em nghe đó, ông Noê chỉ là hình bóng nói về Chúa Giêsu. Đó là lý do tại sao cùng với bài đọc thứ nhất hôm nay, khi anh chị em nghe bài đọc thứ hai thoáng qua chắc không để ý đâu. Bây giờ tôi nhắc lại thôi. Bài đọc thứ hai, Thánh Phêrô nói như thế này: chính Chúa Kitô đã chịu chết một lần vì tội lỗi. Đấng công chính đã chết cho kẻ bất lương, hầu dẫn đưa chúng ta đến cùng Thiên Chúa. Anh chị em thấy không? Bài đọc thứ nhất kể chuyện ông Noê, bài đọc thứ hai nói đến Chúa Giêsu. Nói đến Chúa Giêsu đã chịu chết một lần vì tội lỗi để cứu độ chúng ta. Và chúng ta đã đón nhận cái ơn cứu độ đó lúc nào? Lúc anh chị em và tôi chịu phép rửa tội. Và chính vì thế Thánh Phêrô nói tiếp bằng cách là so sánh lụt hồng thủy thời ông Noê với bí tích rửa tội mà chúng ta lãnh nhận. Ngài nói thế này: thời ông Noê đóng tàu, một số ít được cứu thoát nhờ nước. Nước đó là hình bóng phép rửa nay cứu thoát anh em. Ngày xưa khi mà lụt hồng thủy thì nước đã hủy diệt hầu như mọi sinh vật trên trái đất. Những cái gì là cũ kỹ là tội lỗi. Khi anh chị em và tôi chịu phép rửa tội cũng vậy thôi. Linh mục đổ nước lên đầu chúng ta, cha rửa con. Rửa cái gì? Rửa chúng ta sạch mọi tội lỗi, tội tổ tông truyền và tội riêng chúng ta phạm. Ngày xưa sáu cơn lụt hồng thủy đó, ông Noê sống sót cùng với những người trong gia đình, một nhân loại mới xuất hiện. Cũng vậy, khi chúng ta chịu phép rửa tội thì cùng với dòng nước thanh tẩy mình khỏi mọi tội lỗi, chúng ta trở thành một con người mới. Linh mục khoác lên người chúng ta một tấm áo trắng, anh chị em nhớ không? Cái tấm áo trắng đó là hình ảnh một con người mới. Cho nên lụt hồng thủy là hình bóng về phép rửa tội mà chúng ta đã lãnh nhận. Chính vì lụt hồng thủy là hình bóng về phép rửa tội mà hôm nay là Chủ nhật thứ nhất mùa chay, cho nên chúng ta hiểu được tại sao mùa chay là thời gian để giáo hội chuẩn bị cho các dự tòng lãnh nhận bí tích rửa tội vào đêm vọng phục sinh. Ở Việt Nam mình thì tôi ít thấy, nhưng mà tại nhiều giáo phận ở trên thế giới này thì Chủ nhật mùa chay này người ta cử hành nghi thức tuyển chọn. Nghĩa là làm sao? Nghĩa là các anh chị em dự tòng ở trong giáo phận sẽ về nhà thờ chánh tòa trình diện với đức giám mục giáo phận, được nhìn nhận một cách chính thức qua nghi thức tuyển chọn đó, và bắt đầu chuẩn bị gần để đến đêm vọng phục sinh thì chịu phép rửa tội.
Thế bây giờ anh chị em đã chịu phép rửa tội lâu rồi, có khi là 5-70 năm rồi, vậy thì mùa chay không có liên hệ gì đến chúng ta? Có chứ. Mùa chay là thời gian cho các dự tòng chuẩn bị gần để chịu phép rửa. Đồng thời, mùa chay cũng là thời gian để tất cả chúng ta, những người đã chịu phép rửa, làm mới lại cái ơn gọi bí tích rửa tội mà mình đã nhận, làm mới lại cái đời sống Kitô hữu của mình. Thánh Phêrô nói thế này này: lãnh nhận phép rửa không phải là được tẩy sạch vết nhơ thể xác, nhưng là cam kết với Thiên Chúa sẽ giữ lương tâm trong trọng. Lãnh nhận phép rửa là như vậy, cam kết với Thiên Chúa sẽ giữ lương tâm trong trắng. Từ ngày anh chị em chịu phép rửa tội cho đến nay, có ai đã hoàn toàn giữ lương tâm trong trắng, không hề một tội lỗi nào không? Có ai đã hoàn toàn sống đúng với lời cam kết với Chúa, không có lỗi lầm nào không? Nếu mà có ai mà tốt lành như vậy thì nhớ báo cho tôi, để tôi xin Đức Giáo Hoàng phòng thánh luôn, bây giờ nó nhanh. Anh chị em có thấy cái cảnh người ta chiếu ở trên truyền hình là Đức Giáo Hoàng đi xưng tội không? Đức Giáo Hoàng đi xưng tội vậy. Không ai trong chúng ta hoàn hảo cả. Lương tâm chúng ta không hoàn toàn trong trắng đâu. Lời cam kết của mình với Chúa, mình không hẳn là trung tín hẳn đâu. Có lúc này, lúc khác. Cho nên, mùa chay là thời gian để làm mới lại đời sống Kitô hữu của mình. Mùa chay kéo dài bao nhiêu ngày nhỉ? 40 ngày. Chị em trả lời đúng lắm. Nhưng mà tại sao lại 40? Tại sao không 30 một tháng cho nó tiện? Trong Kinh Thánh, các con số đều có ý nghĩa biểu tượng. Con số 40 muốn diễn tả về một thời gian thử thách và thanh luyện. Anh chị em nhớ lại coi, Lụt Hồng Thủy 40 ngày 40 đêm, dân Do Thái đi trong sa mạc bao nhiêu năm? 40 năm. Hôm nay Thánh Marco kể chuyện Chúa Giêsu được thần khí đẩy vào trong hoang địa, và Ngài ở trong đó bao nhiêu ngày? 40 ngày. Con số 40 đó, nó diễn tả cái thời gian thử thách và thanh luyện. Cho nên mùa chay được gọi là mùa chiến đấu thiêng liêng. Và trong cuộc chiến đấu đó, chúng ta có thể thắng mà cũng có thể thua. Ông Adam và bà Eva, Chúa để sống ở trong vườn địa đàng, hạnh phúc quá sức, rồi bị ma quỷ nó cám dỗ, rồi thua. Và vì vậy ông bà ấy biến địa đàng thành hoang địa. Còn Chúa Giêsu được thần khí đẩy vào hoang địa, Ngài chịu ma quỷ cám dỗ, nhưng Ngài chiến thắng. Ngài biến hoang địa thành địa đàng. Chúng ta bước vào cuộc chiến đấu thiêng liêng ở trong mùa chay, có thể thắng mà cũng có thể thua. Thế thì để chiến thắng trong cuộc chiến đấu thiêng liêng này, Giáo hội giới thiệu với chúng ta ba việc đạo đức truyền thống anh chị em biết hết rồi: cầu nguyện, ăn chay, làm việc bác ái. Thứ nhất là cầu nguyện. Cái định nghĩa quen thuộc nhất về cầu nguyện là nâng lòng lên với Chúa. Có một tác giả diễn tả đơn sơ, cầu nguyện là dành giờ cho Chúa. Mọi khi tôi chỉ đi lễ Chủ Nhật thôi, nhưng mà có thể mùa chay này tôi quyết tâm tôi đi lễ hàng ngày. Đấy là dành giờ cho Chúa. Mọi khi tôi chỉ đọc có 10 kinh kính mừng thôi, nhưng mà mùa chay này tôi quyết định tôi lần hạt 50. Đấy là dành giờ cho Chúa. Mọi khi chẳng nhớ đến Chúa bao giờ,
Bây giờ trước mỗi công việc, tôi có một lời nguyện tắt: xin Chúa giúp con, xin Chúa soi sáng cho con. Đấy là dành giờ cho Chúa, cầu nguyện. Những việc chúng ta hoàn toàn có thể làm được. Tiếp đó là ăn chay. Tiếng Việt Nam của mình cái gì cũng có ăn ở trong hết đấy. Nhưng mà anh chị em đừng nghĩ là chay tịnh chỉ là mỗi cái chuyện kiêng ăn. Nhiều thứ để kiêng chứ. Kiêng rượu chẳng hạn, kiêng game chẳng hạn, kiêng mạng xã hội chẳng hạn. Nhiều thứ để kiêng lắm. Và cái quan trọng là khi mình kiêng đó là để làm gì? Là để làm chủ bản thân của mình, làm chủ tính xác thịt của mình. Không phải nó cứ đòi hỏi thì tôi thỏa mãn. Không, tôi không là nô lệ cho nó, tôi là chủ của nó. Cho nên mỗi khi tôi ăn chay, tôi kiêng một điều gì đó là tôi làm chủ bản thân của mình. Giáo hội tập cho chúng ta sống như vậy đó, là làm việc bác ái. Không chỉ là cho tiền thì mới là làm việc bác ái. Cầu nguyện cho người ta, những người cần mình cầu nguyện. Chia sẻ với người ta một lời nói cảm thông. Dành thời giờ đi thăm người ta khi đau yếu. Đấy, nhiều việc bác ái lắm. Và khi chúng ta làm bất cứ một việc bác ái nào cũng có nghĩa là phải ra khỏi bản thân của mình để đến với người khác, nghĩ đến người khác, quan tâm đến người khác, lo cho người khác. Làm việc bác ái cụ thể là như vậy. Thưa anh chị em, Chúa Giêsu vào hoang địa. Chúng ta bước vào mùa chay cũng là vào hoang địa, bước vào mùa chiến đấu thiêng liêng. Xin Chúa cho chúng ta biết vận dụng cái thời gian này, cầu nguyện, ăn chay, làm việc bác ái, để làm cho đời sống Kitô hữu của mình mới mẻ hơn, sâu sắc hơn, như lòng Chúa mong muốn. Amen.